Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 104 ngày 8. Đừng làm theo đời này. Kinh Thánh Roma đoạn 12 câu 1 câu 2. Câu ghi nhớ Roma đoạn 12 câu 2 phần A. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chúng ta đọc Kinh Thánh Roma đoạn 12 câu 1 câu 2. Kinh Thánh Tân Ước trang 161-162. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 12 phần A. Và trong Kinh Thánh này đã được tô màu rồi. Nếu trong Kinh Thánh của phụ huynh và các em chưa tô màu thì chúng ta tô màu nhé. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Trong phần tìm hiểu, đời này chỉ về thế giới của những người không biết và không tin Đức Chúa Trời. Nói đến đời này là nói về những người không biết và không tin Chúa. Đừng làm theo đời này nghĩa là phải sống đúng với lời Kinh Thánh dạy, không bắt chước theo cách thức tiêu chuẩn của thế gian. Ví dụ như chúng ta làm theo lời Chúa, đó là Chúa dạy chúng ta phải nói thật, phải sống chân thật, không có được nói dối. Còn đời này thì họ thường hay nói dối, mình không có làm theo, mình không có nói dối theo, nhưng mà mình phải nói thật. Nhận biết tâm trí chúng ta thế nào thì tư tưởng và hành động của chúng ta cũng vậy. Để đừng làm theo đời này, tâm trí của chúng ta cần được đổi mới. Có nghĩa là những cái suy nghĩ của chúng ta phải đổi mới theo lời Chúa dạy, để mình không có làm theo những suy nghĩ của đời này. Em gạch chéo hay là gạch bỏ và không bắt chước những việc xấu của bạn bè, của những người lớn không tin Chúa. Cái nào mà không đúng theo lời Chúa thì mình gạch bỏ nha. Chơi bời liêu lỏng nè, có nghĩa là không có lo làm việc, không lo học hành mà chơi không. Tham lam nè, giận dữ nè, ganh ghét nè, cãi lời cha mẹ nè, nghiện chơi game nè, biếng nhác hay là lười biếng nè, nói lời thô lỗ xúc phạm nè, gây gổ đánh nhau nè, nói dối nè. Bỏ hết mấy cái điều xấu đó, mình chọn cái gì? Chọn cái cầu nguyện nè, đi nhà thờ nè, thành thật nè, yêu thương quan tâm nè. Đó là những điều mà mình cần làm, điều tốt cần làm. Còn những cái điều mà gạch bỏ là những cái điều xấu theo đời này mình không có làm. Xin Chúa biến đổi đời sống em mỗi ngày để sống theo điều Chúa dạy. Chị em mình sửa thành chị con ha. Là mình cầu nguyện luôn. Xin giúp con không làm theo đời này, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa, xin Chúa biến đổi đời sống con mỗi ngày để sống theo điều Chúa dạy.
Xin giúp con không làm theo đời này. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.